Hello. Xin chào tất cả các bác quay trở lại với kênh của anh em mình nhá. Thì hiệu các bác thì mình vừa nhận được một cái bưu phẩm. Thì mình có đặt cái hàng này mình để mình tặng cho cô em của mình một món quà các bác ạ. Thì mình đang đi tìm biết cô em mình đang làm gì ở trong ấy. Thì mình sẽ vào tặng quà cô em mình xem nó thích không các bác nhá. Cô em mình nó không biết đang làm gì trong này. Ui, ngồi làm gì đây? Mày chó à? Nói gì đây? Này có quà tặng mày này. Quà cơ? Quà tặng mày. Cái gì có tặng quà này? Ngay đi đâu thích thì tặng mày. Cái gì đấy? Mở ra làm xem. Cui luôn à? Cho cui luôn. Cái lột ra hàng không sợ vỡ đâu mà. Lá cao su là cái gì? Thì mày cứ mở ra mà xem. Tao đặt lâu rồi nhưng mà người ta mới gửi về. Úi giời, cái này à? Ờ, đây. Đây là được anh ơi. Thấy mày thích chi còn gì nữa. Nhưng mà trên mạng người ta quảng cáo bắn chiu trăm phát trăm trúng ra. Đấy. Được đấy. Đây mình tặng cô em mình là cao su. Hai cái. Hai cái, mày cái, tí anh cái. Ôi, hóa ra ông cũng có phần của ông thẩm nào. Được đấy. Thích không? Ok. Tí đạn anh để ngoài kia rồi. Tí cầm ra đấy. Đây, được đây. Em có cái này, chờ tí. Mày, gì đấy? Đây mấy em chó lại đi chơi các bạn ạ. Thích lên rừng đi chơi đâu. Phía trong này thì là chỗ các em ấy ở các bạn ạ. Nhưng mà ngày thì mình thả các em ấy ra cho các em đi chơi. Đây. Mày bắt được gà đâu ấy? Cái này là cái... Gà hay chim đấy? Gà gì đấy? Gà. Trước cái nhà anh em mình nuôi chó hộ em chứ mình lên giả người ta cho. À. Vừa gửi hôm nay thôi mà em không cho đâu. À thế hay nhỉ. Đây là... Mấy con ạ? 3 con ạ. 3 con cơ. Cho người này. Thế này nó phải thịt thôi chứ nhỉ. Đấy. Anh em mình làm tí. Thôi đi thịt đâu. Lại được tặng gà các bác ạ. Anh em mang đi thịt thôi. Hiện tại thì cô em mình đang thịt gà bên kia các bác ạ. Đây, cùng với cả mấy em nữa. Mấy em nóng đang muốn xuống tắm rồi các bác ạ. Và hiện tại bây giờ đang là 17 giờ 5 giờ chiều rồi mà trời vẫn còn đang rất nắng các bác ạ. Và chỗ em thì hơn tuần nay rồi, không biết là anh Trung Quân Idol anh ấy toàn hát bài giấu mưa thôi các bác ạ. Chả biết đây anh giấu mưa ở đâu mà tuần nay mà chả thấy rồi các bác ơi. Cho bà con đỡ nắng nóng các bạn. Cái này thì đây mặt trời còn đang trên cao luôn. Nhà mình thì vừa tặng cho nó được cái lá cao su. Thì nó bảo là có ông anh trai biếu cho mấy con gà. 3 con gà hãy đem đi thịt. Mình giờ chắc mình lại lên mình nhóm lửa thôi các bác. Đây là thịt gà anh em mình đã sơ chế sẵn rồi các bác ạ. Thịt gà bên này là tỏi các bác ạ. Thêm ít gia vị nữa. Hôm nay mình sẽ làm món gà cháy tỏi nha các bác nhá.
làm món gà cháy tỏi cho em mình ăn xem như nào. Lần đầu tiên mình làm món này các bạn. Nó thì nó được ăn gà luộc, gà nướng, gà hấp các kiểu gà rồi, nhưng hôm nay nó chưa được ăn gà cháy tỏi bao giờ. Mình sẽ làm cho nó ăn. Đây, gà mình sẽ ướp với tỏi với cả gia vị nữa các bạn. Chứ nữa mình chỉ việc cho lên mình đảo thôi. Ướp với tỏi, mắm, muối, mì chính rồi các bạn ạ. Trộn đều lên thôi. Rang lên thôi. Thơm quá các bạn. Như em thì em thích mùi tỏi các bạn, nên là rất là thơm. Là lá cao su các bạn ạ. Anh tôi vừa sắm quà đấy. Tôi bây giờ vào tôi test xem như nào các bạn ạ. Đạn đã. Thơm quá anh nhỉ. Chín lúc nào nhớ gọi em nha. Để em đi test thử cái. Sắp chín bây giờ luôn này. Chín nhớ gọi em về rồi. Rồi, vừa có lại đi bắn luôn à? Chưa đấy. Được con nào? Sắp chín rồi. Quảng cáo mà em bắn nó chín đi được. Đây mày bảo mày đảo nốt cho anh đi, tí nữa là chín luôn rồi đấy. Thì để anh đi lấy cái lá chuối nhá. Tí bỏ cái mâm ra nhá. Lấy cái lá chuối ra. Từ đấy. Tí nữa mới ăn này, cầm đấy. Đi lấy cái lá chuối. Hơi nhạt. Ui. Chín rồi đấy. Thử một miếng. Ok. Anh mình đang lấy lá chuối để đây đã. Nhét thử ngay. Ui. Ui, chết, nồi thịt gà. Ai. Tí anh tao phải giết tao đây. Ây ơi, chết. Căng rồi. Này, chết, không còn miếng nào.
chưa cậu ơi? Ơ, thằng này đi đâu rồi nhỉ? Ơ, chắc lại để chó nó ăn rồi này. Cậu ơi! Cậu ơi! Lá chuối đâu? Đây, lá chuối mang về đây. Thịt gà mày để đi đâu rồi? Thịt gà nào? Ơ, thịt gà anh em vừa thịt xong đâu hết rồi? Ở đâu? Đang rửa chảo đây. Rửa chảo cái gì? Mày ăn hết rồi à? Không, nay em đi bắn chim mà em có ăn đâu. Chắc lại đi bắn chim, tao bảo mày nấu chín xong rồi tao đi lấy lá chuối ông đổ ra cơ mà. Lá chuối anh đâu? Lá chuối tao đây này. Mà thịt gà đâu? Thì tao đi lấy lá chuối để cho thịt gà đấy. Mày lại hỏi tao thịt gà đâu? Thế bây giờ tao hỏi là thịt gà của tao ở đâu? Thịt gà của tao đâu? Tao hỏi mày, mày đi hỏi chó cái thằng này. Thịt gà của tao đâu hết rồi? Rồi ra đây. Chúng mày ăn hết rồi à? Thì chờ, mày em đi bắn chim thì mấy em ở nhà. Thịt gà của tao đâu? Trời ơi, chết tao rồi. Tao bảo phải nấu chín xong rồi để cho đi chỗ nào để tí mới ăn cơ mà đi bắn chim. Trời ơi. Các bạn ạ, bây giờ tớ mua được cái đồ chơi về cho nó để nó ngoan lên không? Xem đi, nó có ngoan hơn không các bạn ạ? Thế mà vừa có mỗi tí thôi, nó lại bỏ đi để hết luôn đi thịt gà của mình. Bây giờ đây là chuối bỏ không? Không biết nó định cho mình hôm nay ăn cái gì đây các bạn ơi. Tôi thì bây giờ thì mình đi xem nó cho mình ăn cái gì thôi các bác ạ. Hôm nay thì dạy lại thôi các bác ơi, không ổn rồi. Thằng này các bác ơi. Mình không ăn gà, mình ăn tôm. Thằng thế thì cả. Trời ơi, tối nay mày định cho anh mày ăn tôm này á? Biết làm nào. Đây các bạn ơi, không cho ăn thịt gà, tối nay nó cho mình ăn tôm, mì tôm các bạn. Được thì em đi nấu. Thôi mày đi nấu đi. Thế các bạn nha, em mình sẽ phép kết thúc video tại đây. Thì mình đi nấu mì tôm cho anh đã, không một cẩu kia. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhá. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho anh em mình xin một like, một chia sẻ với cả mọi người. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhá. Chào tất cả mọi người nhá.